Chương trình này được bảo trợ bởi Gọi ngay Mango Tours 866 sáu để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan một thương hiệu đáng tin cậy. 888 880 Nguyễn Trường Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình Cà phê sáng của Lý Sài Gòn TV. Xin chào anh Trường. Xin chào Ngọc Lan và xin chào quý khán giả của Lý Do Sài Gòn TV. À, chúng tôi xin được nhắc lại là chúng tôi có ở trên TV bình thường ở miền Nam California là 56.10. Tại sao lại nhắc lại như vậy hoài là tại vì có rất nhiều người khi mà đến tiệm của tôi để làm việc đó thì cứ hỏi Ủa tại sao TV giờ này không thấy đài Lý Sài Gòn TV nữa? Đó cứ hỏi hoài. Thì thưa quý vị thì phải nhắc là 56.10. Còn nếu quý vị không thấy nó ở trên 56.10 Thì mình dùng cái điều khiển từ xa của mình là Cái remote control đó Mình có thể scan lại cái đài Tại vì lâu lâu chúng ta phải làm lại một lần Scan lại đó Thì sẽ có nhiều đài Việt Nam ở trong đó nữa à, Bắc Cali là 16.11 Và bên Houston, Texas là đài 27.6 Cũng như là có ở trên mạng Internet là LittleSacombTV.com à, Trên Youtube, trên Facebook Đều có hết quý vị gõ vô chữ LSTV là nó sẽ hiện ra nhiều cái chương trình khác nhau. À hôm nay là ngày thứ tư, ngày 10 tháng 4 2024. À mình không có thể nói là ngày 10 tháng 4. À, ngày 10 tháng 4 năm 2024 được mà phải nói ngược lại ngày 10 tháng 4 của 2024. <laughs> cái việc mà anh Nguyễn Trường nhắc lại những cái cái kênh có thể xem được Leader Second TV mỗi ngày á mặc dù nhắc mỗi ngày như vậy nhưng mà thú thực với quý vị là Ngọc Lan vẫn không có nhớ là bởi vì giống như là cái đó không phải là cái cái phần việc mình đang phải làm cho nên nhiều khi ngồi nhưng mà cái cái đầu mình đang nghĩ đến cái gì đó sắp xảy ra đang diễn ra mình sẽ phải thực hiện cho nên đôi khi không có nhớ rõ như vậy cho nên Ngọc Lan nghĩ nhiều khán giả và cái cái hay sẽ là mỗi ngày có thêm những khán giả mới thành ra là không phải làm ai cũng sẽ biết được những cái kênh đó để xem cho nên quý vị sẽ không có phải phiền lòng khi mà mỗi ngày chúng tôi đều nhắc đến cái việc như vậy. Ngày hôm nay thì có cái bản tin đó nó ảnh hưởng tới cái cuộc sống của chúng ta hàng ngày à thưa quý vị từ ngày 1 tháng 4 trở đi đó thì à, cái lương tối thiểu của một nhân viên làm cho những cửa hàng fast food tức là bán thức ăn nhanh, ví dụ như là McDonald's, Pizza hết hoặc là Uh, Kentucky fried chicken, KFC vân vân đó thì cái giá của cái tiền lương á của những nhân viên này đã lên tới tối thiểu là phải 20 đồng một giờ. Thế thì có nhiều người nói rằng là chúng ta sẽ đối diện với lại thức ăn sẽ lên giá nè, rồi hoặc là cái chủ cơ sở thương mại đó họ phải à uh, uh, cắt giảm nhân viên đi để mà khỏi có bị chi phí nhiều quá cho vấn đề nhân viên vân vân. Thì ngày hôm nay có cái bản tin cho thấy là một người đi McDonald's và sau, sau, khi họ thấy cái bảng gọi là Big sell hôm nay à, từ McDonald's thì họ mới vào và họ hỏi là ô bữa nay sale cái gì, mua cái gì như thế nào. Thì thưa quý vị, một bữa ăn nha là 40 miếng chicken mặt gạch cái miếng miếng gà nhỏ nhỏ chiên đó, 40 miếng đó cộng với lại hai phần khoai tây chiên french fry, hai phần khoai tây chiên là 25 đồng 39 sen Đó Khi mà họ thấy như vậy đó Họ vô họ mua Thì thuế vô luôn là 27 đồng mấy Thì với 40 miếng gà nhỏ nhỏ như vậy Cộng với lại hai phần khoai tây chiên Thì cái người này đăng lên trên mạng tiktok liền Họ nói rằng là Không ngờ bây giờ đi mạch đa Nổ đó Và không còn những cái giá như mình thấy quảng cáo Trên mấy cái trạm xe buýt đó. 3 đồng 99, 2 đồng 99 gì nữa. Mà bây giờ nó là tới hai mươi mấy đồng một cái phần ăn như vậy. Đó. Mà họ nói rằng là à, phần ăn này có thể đủ bảo đảm cho khoảng 4 người ăn. Nhưng mà họ nói rằng là cái miếng gà nó cũng nhỏ hơn hồi xưa nữa. Cho nên cái này chắc không thể nào là bốn người ăn no được cả. Đó. Rồi họ nói rằng là sau khi cái video lên trên TikTok rồi đó thì có cả triệu người đã vào xem và họ bình luận ở trong đó. Họ nói rằng là không, không bao giờ tìm thấy được cái giá 1 đồng, 2 đồng, 3 đồng như hồi xưa nữa. Mặc dù là trên cái thực đơn năm menu họ để là đây là menu 1 đồng, nhưng mà không phải vậy, 1 đồng 99, <laughs> 1 đồng 35, 1 đồng 79, chứ không phải là 1 đồng hoặc 2 đồng hoặc là 3 đồng như hồi xưa. Thứ hai nữa đó là có nhiều à, người nói rằng là ủa, một phần gà 40 miếng cộng với lại hai phần khoai tây chiên mà 25 đồng 39 sen thuế vô là 27 đồng mà cũng không được thêm một ly nước nữa hả chỉ có một ly nước nữa thôi mà cũng không có cho người ta được nữa đó thì cái đối diện với lại những cái này đó thì có những cái người mà người ta thuộc về gọi là người nổi tiếng về nấu ăn đó thì họ nói rằng là đây sẽ là một cái thảm họa về cái ngành fast food có nghĩa là chúng ta sẽ mua mắc hơn và cái số lượng nó lại ít hơn, mình vẫn thấy trên Facebook họ nhiều người họ đăng đó họ nói chứ ủa sao cái giá này cũng là nó đã mắc hơn rồi mà cái phần nó lại ít hơn hồi xưa nữa, có nhiều người đi ăn phở bún bò hay là cái gì đó món gì đó của Việt Nam đi họ cũng thay than về nó là ủa tôi thấy cái tô này hình như nó là ít hơn cái tô hồi xưa, mặc dù bây giờ giá đó đã lên rồi thì đó là cái cái, cái tình trạng chung hiện nay à, cũng nói về cái tin mà mà lên giá như vậy đó ở California mình đó có một cái tiệm pizza nó có tên là Mod Pizza hoặc là nhiều cái tiệm khác nhỏ nhỏ nữa thì họ đã phải đóng cửa ít lại những cửa tiệm của họ tuy nhiên là như thí dụ như là Mod Pizza đi thì họ có hơn 500 cửa cửa tiệm ở toàn nước Mỹ ở California mình thì họ có khoảng hai mươi mấy cửa tiệm thì họ đã bắt đầu đóng những cửa tiệm nhỏ nhỏ lại họ nói chúng tôi không kham nổi cái giá mà phải trả cho nhân viên tới 20 đồng một giờ cho nên họ tuyên bố là họ đóng cửa và trong những ngày sắp đến chắc chắn là cũng sẽ có nhiều cái thay đổi về cái 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 cuộc sống của chúng ta hàng ngày đối diện với lại thì khi chúng ta đi mua những cái thức ăn nhanh ví dụ như là những cái bánh hamburger vân vân đó ở những cái cửa tiệm chúng ta thấy cái giá nó 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 nó, nó mắc hơn và cái cái khẩu phần đó nó sẽ nhỏ nhỏ lại một tí xíu nữa đó là cái mà để người ta đối phó với lại tình trạng là lên 20 đồng một giờ mặc dù mình thấy đó là cái tiền lương để mà người ta có thể sống còn trong thời phút này người ta phải trả tiền nhà tiền cửa này kia nhiều lắm nhưng mà đối với lại như vậy đó thì à, cái đồng lương của chúng ta nó không có lên theo kịp với những cái giá cả đang là gia tăng như vậy cái đồng lương chúng ta nếu mà nó có lên đi nữa đó thì cũng chúng ta đi làm hãng xưởng đi đồng một giờ hoặc là hai đồng một giờ là nhiều lắm rồi nhưng mà bây giờ giá cả nó lên như vậy thì chắc chắn là nó sẽ gây khó khăn thêm cho nhiều người. Và bây giờ lại thêm một cái chuyện khó khăn nữa, đó là Disneyland, họ đã ra một cái quyết định là sẽ cấm cửa suốt đời những người nào mà lợi dụng cái chính sách dành cho những người khách đến Disneyland mà những người khuyết tật á thì họ sẽ được nhiều những cái chuyện mà ưu đãi hơn, ví dụ như không phải đứng xếp hàng không được đi vào trước, đi vào những len riêng, vân vân, được rất là nhiều. Thì bây giờ họ nói là từ năm trong 5 năm qua đó thì tự dưng số lượng những người mà khi mà họ làm những cái thẻ membership với lại Disneyland họ mua những cái vé đồ vân vân thì cái số lượng đó tự nhiên tăng lên gấp 5 lần. Ừ. À, trong 5 năm qua nó tăng lên như vậy. Thì họ nói họ đã phát hiện ra là có những cái trường hợp gian lận là bởi vì khi mà quý vị đi Disneyland thì ở đây nhiều người mê đi từ nhỏ cho tới lớn. Mình mua vé thường thì mình sẽ đứng xếp hàng để chơi trò chơi đó khác. Rồi khi mua vé mình lại phải mua thêm giống như là những cái quyền lợi. Mình sẽ được xếp ở một cái hàng riêng, mình sẽ được vào nhanh hơn. Mặc dù bây giờ cái, cái hàng đó nó cũng đông như vậy đó. Nhưng mình mình phải trả thêm một số tiền nữa. Rồi xong rồi những người mà khuyết tật thì họ lại được ưu tiên, nghĩa có nghĩa là họ không phải trả cái tiền mà mua thêm cái những cái quyền lợi cho mình mà họ lại được ưu tiên nhiều hơn nữa. Thành ra tự dưng có những người truyền tay nhau. Ở oh, bây giờ mình khai trong này mình điền cái form này mình nói là mình bị thế này thế kia. Thì bây giờ nói là Disneyland họ nói họ bắt đầu áp dụng cái chuyện này là bắt đầu từ tháng 5 ở um, Disneyland ở California và tháng 6 là ở bên uh, Florida. Những người nào mà họ phát hiện được là coi như cấm vĩnh viễn suốt đời không được bén mảng đến Disneyland và họ cũng không trả luôn ừ. lại cái tiền mà đã bỏ ra để mua những cái vé đó họ không trả tiền luôn thì đó là những ai mà họ họ không nói là làm sao họ có thể họ phát hiện ra được những cái điều đó họ không có công bố chuyện như vậy mà họ nói là tất cả những nhân viên của họ đều được huấn luyện để thực hiện cái việc mà giám sát những người khách cách uh, du uh, <laughs> khách ăn gian này để tránh được cái tình trạng đó nhưng mà quả thực bây giờ đi Disneyland thì nó tốn tiền vô cùng ừ. ngoài cái tiền hồi đó mình uh, mua vé vào cửa xong rồi nói là ô mình có tiền nhiều thì mình sẽ mua thêm cái dịch vụ nhưng mà bây giờ hầu như ai cũng mua cái đó, đó. thành ra vô tình là nó cũng đội cái giá lên nữa uh, đi một buổi như vậy mà gia đình bốn người bình quân 1.000 đô la là chuyện rất là bình thường à, xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại Chương trình này được bảo trợ bởi Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan một thương hiệu đáng tin cậy. 888 880 8345. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 2 của chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV bản tin tiếp theo là cái phần tin cập nhật cái vụ mà ngày hôm qua Ngọc Lan nói rằng cảnh sát phát hiện ra ba cái ba uh, cái chết ở ba địa điểm khác nhau thì sau khi mà họ lấy được cái lời khai của nhân chứng xem như là nhân chứng duy nhất đó là cái đứa con gái 9 tuổi thì theo như lời của cái cô bé này kể lại đó thì vào tối của ngày hôm trước đó giữa khuya thì mẹ của cô cùng với lại mẹ của cô là một người phụ nữ 34 tuổi. Cùng với lại cái người bạn trai của bà thì cái người đàn ông đó đó 29 tuổi. Người đàn ông đó không phải là bố của cái đứa bé 9 tuổi này. Rồi. Ok. Thì hai người này đã sống với nhau được vài năm. Và trong cái thời gian này đó thì người mẹ của cô bé này, cô bé 9 tuổi đó là đang làm thủ tục ly dị với bố ruột của cô. Bố ruột của cô bé 9 tuổi. Bố ruột của cô ừ. bé 9 tuổi thì tối ngày hôm đó họ cãi vã họ cãi vã rất là kịch liệt xong thì người phụ nữ đó đã dùng dao đâm chết cái người bạn trai của mình ngay tại trong nhà. căn nhà đó và yeah, ngay trong căn nhà đó xong rồi khi mà cô đâm xong rồi đó là khoảng 3 giờ mấy sáng thôi rồi cô mới lại đem hai đứa con của cô tức là cô bé 9 tuổi đó và một đứa bé khoảng 6 tháng tuổi đứa bé khoảng 6 tháng đó đến bây giờ cảnh sát cũng chưa xác định chưa có khẳng định là có phải là con của cô với cái người bạn trai mà cô vừa giết hay là không. Ừ. Không có xác định cái điều đó. Mang hai đứa bé bỏ lên chiếc xe, xong rồi chạy giống như là chạy trong cái vẻ hốt hoảng á cho nên khi mà cô chạy ra khỏi cái cái khu nhà cô ở thì cô tông luôn sập cái cổng luôn. Thì khi mà cô chạy ra khỏi đó ở trên cái chỗ mà ra khỏi cái khu đó là ở Woodland Hills thì khi mà cô chạy ra trên xa lộ 405 ngang cái khu vực mà Uh, Westchester thì cô mới dừng lại và cô yêu cầu lúc đó cái đứa, đứa bé 9 tuổi á, là nó đang ôm trên tay nó cái đứa em của nó, cái đứa mà 6 6 tháng. Không có nồi Không có nồi đó. như vậy nó đang ôm trên oh. tay. Thì cô dừng lại và cô nói rằng là nó phải đi ra khỏi xe. Thì lúc đầu đứa bé nó không có chịu ra, nó không chịu ra thì cô mới đẩy nó ra. Thì khi mà nó bị đẩy ra khỏi xe như vậy đó thì nó té xuống dưới đường. Nó té xuống dưới đường thì cô chạy xe đi luôn. Thì khi đứa bé 9 tuổi nó đang ôm trên tay nó là cái đứa 6 tháng, nó té xuống thì lúc đó cái đứa bé 6 tháng nó mới văng ra khỏi tay của đứa ừ. bé 9 tuổi này thì một chiếc xe đang ở trên phi way đến thì cán ngang cái đứa bé 6 tháng đó là nó chết tại chỗ. Rồi sau đó thì cái người phụ nữ 34 tuổi này chắc là bà ta đã nghĩ đến cái chuyện tự sát cho nên mới kêu hai đứa bé nó ra khỏi xe như vậy thì bà ta chạy với cái tốc độ khoảng 100 dặm một giờ và tông vào trong một cái cây và cũng bị cho là chết tại chỗ. thì lúc đầu thì cảnh sát chỉ biết là có những cái vụ riêng rẻ thôi. cái chuyện mà hai đứa bé này ở trên freeway là khoảng 4 giờ mấy, rồi cái người phụ nữ này tông chết là lúc khoảng 5 giờ. nhưng mà sau đó đó đến khoảng 7 giờ rưỡi sáng của ngày hôm đó, thì khi mà những người hàng xóm ở sống ở trong cái khu mà Woodland um, Woodland Hills người ta nhìn thấy tại sao mà giống như cái nhà đó máu rồi chảy ra ngoài dính trên các bờ tường thì cái người phụ nữ đó cô mới gọi bố của cô Thì bố cô mới đến xem và gọi cảnh sát Thì lúc mà cảnh sát đến Nhà đó là 7 giờ rưỡi Thì lúc đó họ mới bắt đầu họ sâu chuỗi lại hết đó, Thì họ mới biết là những cái vụ này Là trong cùng một gia đình Thì bây giờ cái đứa bé Cái nhân chứng là 9 tuổi này Thì nó bị thương mặc dù không có nghiêm trọng gì hết Và nó bắt đầu nó nó kể lại Những cái sự việc nó đã xảy ra như vậy Thì đó là cái tin cập nhật liên quan đến Một cái Nói chung là một cái rất là khủng khiếp, rất là khủng khiếp nhưng mà tội nhất là cái đứa bé 9 tuổi này. Nó là cái người đã chứng kiến hết toàn bộ rồi nó chứng kiến là cái người đàn ông đó bị giết như thế nào, xong rồi mẹ nó trong cái cơn khủng hoảng đó rồi đã đẩy nó xuống xe làm sao rồi em nó văng ra khỏi tay nó rồi bị xe cán. Ngọc Lan nghĩ đứa bé đó sống rất là tội nghiệp. Ngày hôm qua đó khi mà mình làm cái bản tin này đó là một là ba, có ba cái vụ án chết ừ. người và ở ba chỗ khác nhau đó nhưng mà cuối cùng người ta điều tra ra đó thì là cả ba cái vụ án này nó có liên kết với nhau có nghĩa là như ngọc lan kể đó là mới đầu là bà này giết ông bạn trai sau đó rồi chở hai đứa con bỏ trên xa lộ để mà à, có thể là bà bỏ nó ra ngoài đó để bà 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 lái xe đi tư tử không có làm thiệt hại đến Đúng. hai đứa nhỏ ừ. đó nhưng mà cuối cùng bây giờ là nó tùm lum hết thì đó là tại sao mà ngày hôm qua có ba cái vụ án mà người ta móc nối lại với nhau thành ra một được một cái câu chuyện. bằng cho tới giờ phút này đó thì cái bé gái 9 tuổi đó là cái người nhân chứng cuối cùng đầu, và cũng là là cái người mà duy nhất để kể lại. nhưng mà chúng ta cũng phải chờ thêm coi là uh, những cái kết quả điều tra khác nó ra như thế nào nữa. Uh, nói về những cái cuộc điều tra thì tôi với cái việc ngày hôm nay có một cái bản tin cho thấy rằng là ở California cái tình trạng mà người vô gia cư, người homeless uh, nó nó nhiều như thế nào và mặc dù là tiểu bang California có dành ra một cái quỹ nó có khoảng 20 tỷ đô la à, hàng năm để mà giúp đỡ cho những người vô gia cư này thế nhưng cái bản báo cáo này nó cho thấy là cái đồng tiền đó nó đã không đi đến đúng cách với lại những cái người vô gia cư như vậy nó đã có một cách nào đó nó cầu thả nó mất tiền nó đi và nó không có à, à, gây à, một cái ảnh hưởng nào đến với những người vô gia cư hiện nay cả. Từ năm 2018 cho tới nay đó, cái số người vô gia cư ở California đã tăng lên khoảng hơn 53%. Và họ nói rằng là nếu mà tổng số lại những người vô gia cư mà họ có thể đếm được đi thì nó có khoảng mà hơn 180.000 người, 180.000 người. Có những thành phố rất là nhiều có những thành phố nó ít hơn thế nhưng cái ngân sách mà dành cho những người vô gia cư thí dụ như là à, những cái à, nơi mà để cung cấp thức ăn cho người vô gia cư, nơi tắm rửa và nhà vệ sinh hoặc là có thể là lâu lâu có những cái à, khách sạn nhỏ đó mở ra để cho những người vô gia cư vô đó ở thì họ chỉ có thể thống kê được những người nào mà nghe theo tức là họ nói rằng là ồ oh, cái mô theo đó nó mở cửa để mọi người có thể vô ngủ buổi tối khỏi bị lạnh này kia đó thì họ đếm được ở những người đó thôi còn những cái người mà không bao giờ vô đã hết. Họ là những người vô gia cư nhưng mà họ thích sống ở ngoài lều, ở ngoài lề đường gì đó thì họ không có những cái thống kê đó được, hoặc là họ có thống kê nhưng mà nó cũng không có đầy đủ nữa. Thành ra cái số ngân sách á mà hàng năm chúng ta có tới 20 tỷ đô của California nha, đó riêng thì để dành cho những cái trường hợp mà giúp đỡ những người vô gia cư như vậy đó, nó không có gọi là chuẩn đúng mà. À ngân sách đó nó cũng có thể bị mất mát đi nếu mà chúng ta không làm những cái bài toán hoặc là những cái con số mà đếm những người vô gia cư nó như vậy đó. Cho nên ngày hôm nay họ nói rằng là mặc dù là chúng ta cũng có cố gắng nhưng mà cái chính sách của ông Gavin Newsom á đối với những người vô gia cư đó là phải giúp đỡ cho họ rồi cho cho họ những cái những cái nơi mà huấn luyện cho họ để trở thành những người mà có ích cho xã hội hoặc là có công ăn việc làm, hoặc là những người đó không có phải bị là vô gia cư nữa đó thì nó vẫn còn lỏng lẻo lắm tức là không có kiểm soát kỹ càng được và thống kê là thống kê nhưng mà thống kê cũng không có chính xác tại vì có những người vô gia cư họ không bao giờ họ tới những cái nơi để họ trình diện hết á cho nên cũng không có ghi tên tuổi gì họ được và cũng không biết là họ đang sống như thế nào nữa đó là một cái mà này rất là nhức đầu cho những người mà làm luật ở trên tiểu bang thượng viện và hạ viện của tiểu bang tại vì họ nói rằng là chúng tôi có ngân sách mà không biết giờ phải chia như thế nào cũng không biết là là cái con số này đúng hay sai nữa và tiền bạc nó đời nó đi nó đi đâu đi đâu đi đâu chia làm sao cũng không biết. Thưa quý vị, uh, mỗi năm á, vào cái khoảng có một khoảng thời gian ngọc lan không nhớ chính xác là khoảng tháng nào thì quý vị sẽ thấy là ở trong những cái chỗ mình đi làm việc hay là ở ngay các cái khu shopping mình sẽ thấy có những cái em mà uh, gọi là hướng đạo đó, à, các em đứng em bán những cái hộp bánh bánh uh, cực kỳ ở trên đó có ghi là girl scout hay là boy scout gì đó tùy theo. Nhưng mà một năm như vậy cái số lượng người ta nói cái hộp bánh đó bán ra bao nhiêu hộp, cái tiền đó được dùng như thế nào và à... quan trọng hơn hết á là những cái hộp bánh mà bán không được á người ta làm gì với đó? À... <laughs> Tại vì không có nghe những cái báo cáo liên quan đến cái chuyện như vậy. Thế là họ đi uh, điều tra, họ <laughs> đi điều tra xem là chuyện gì xảy ra với những cái hộp bánh mà không bán được. Đặc biệt là uh, trong thời gian qua khi mà họ thấy ở trên một cái video clip được post lên mạng xã hội uh, thấy những người uh, nhân viên ở các khu shopping nó uh, họ cầm những cái hộp bánh uh, cookie này nè uh, uh. họ trút vô thùng rác uh. Uh. Ý họ nói là ok bye bye xong nhiệm vụ của mày rồi vân vân thì người ta cảm thấy là người ta bị bị sốc tại vì ủa sao hộp bánh đó bây giờ tự nhiên trút vô thùng rác quá trời uh, uh. như vậy uh, người ta đi tìm hiểu và cái câu trả lời hay là những cái gì mà họ thu thập được từ cái việc mà bán những cái bánh này rồi những cái bánh mà không bán được thì làm sao thì khá là thú vị xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại Chương trình này được bảo trợ bởi Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan một thương hiệu đáng tin cậy. 888 880 8345. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 3 của chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Trước phần quảng cáo thì Ngọc Lan đang nhắc đến cái việc là hàng năm thì chúng ta cứ thấy vào một cái thời điểm nhất định là thấy khắp nơi đều có hình ảnh của những em bé, những cái bạn trẻ hướng đạo đứng ra bán những cái hộp bánh cookie. Họ nói một năm như vậy đó, cái số lượng bánh cookie này đưa ra là 200 triệu hộp. 200 triệu ừ. hộp. Mình thấy ở khắp nơi, trên khắp nước Mỹ, từ ngoài shopping, ngoài chợ, rồi trong các văn phòng có con, những đứa bé nó vô nó bán, rồi các cái trường học vân vân. Nhưng mà sau cái thời gian đó trong kéo dài trong vòng một tuần hay tuần gì đó thì đột nhiên là nó biến mất hết, không còn thấy nữa và mình cũng không thể mua được những cái hộp bánh này ở các tiệm <laughs> ở ngoài, chỉ có thời điểm đó là những cái uh, bé Hưng Đạo này là bán thôi. Thì thông thường người ta nghĩ rằng là ok vậy chắc là bán hết rồi, ừ. không ai để ý đến cái chuyện rằng là, là cái bánh hay là băn khoăn về cái chuyện nó còn hay là không. Họ nói cho đến năm 2013 đó khi mà thấy uh, xuất hiện những cái hình ảnh những người đổ rác họ trút bỏ những cái hộp bánh khúc kỳ này nè, họ nói bye bye. Sau nhiệm vụ của mày rồi thì người ta cảm thấy là trời những cái hộp như vậy tại sao lại bỏ đi rất là uổng. Thì kể từ đó đó, họ mới cho biết rằng là ok những cái hộp bánh mà bán không được, họ không có nói cái số lượng là bao nhiêu thì sẽ được quyên góp cho những cái tổ chức uh, giống như là từ thiện hay là cho uh, food banks nhưng mà tất cả đều với cái điều kiện là không có được bán lại tức là cái bánh đó chỉ dùng để tặng cho thôi chứ không có được mang ra chỗ khác để mà bán lại nhưng mà cái việc đó được thực hiện như thế nào không có một cái báo cáo nào hết người ta không biết là số lượng bán ra là bao nhiêu số lượng còn lại là bao nhiêu và cái còn lại đó khi mà họ nói là họ đưa cho chỗ này chỗ kia đó thì họ có đưa hay không cũng không biết hay là họ để đó rồi họ vứt những cái câu đó không có câu trả lời bởi vì khi mà họ họ đi tìm hiểu họ nói họ lấy một số những cái ví dụ như là họ đến họ tìm hiểu ở một cái chỗ mà hướng đạo nữ girl scout ở phía nam của florida thì ở đây á họ cho biết rằng là cái số lượng mà họ bán ra đó là được một triệu tư hộp bánh nhưng mà họ nói là một triệu tư nhưng mà những người đi đến tìm hiểu họ nói ủa một triệu tư đó là có tính 10.000 thùng đang tồn động lại ở trong wow. cái chỗ mà cái cái kho chất của họ hay không 10.000 10 ngàn thùng. 10 thùng họ nói đó chỉ mới là một phần thôi đó là mới là một chương mới kiểm tra qua thôi xong rồi họ đi à, tìm hiểu à, tiếp rằng là à, ở những cái chỗ khác ở bên à, phía ở bên Texas thì họ biết rằng là họ nói rằng là họ đã tặng đến 7 gần hơn 74.000 những cái hộp bánh này à, cho những cái à, giống như là những cái trại lính gì đó ừ thì bây giờ nói là tất cả những cái bánh tặng đó là tặng hết toàn bộ những bánh còn lại chưa bán hay là chỉ một phần thôi thì khi mà người ta đặt câu hỏi như vậy thì bên đó không có trả lời ừ. họ nói cũng biết là đó là tất cả hay là nó còn sót lại ở đâu à, rồi khi mà họ hỏi ở cái khu vực mà ở Bắc Cali này họ hỏi thì ở bên này á cái tổ chức hướng đạo nữ bên đó cũng cho biết rằng là họ đã đóng góp hơn 170.000 hộp uh, trên nhiều cái khu vực, county quận huyện ở chỗ chỗ trên uh, miền Bắc Cali để dành cho uh, cho những cái thực phẩm giống như cho người nghèo rồi cho những cái uh, những người mà thiện nguyện viên phục vụ cộng đồng vân vân. Nhưng mà khi lại cũng cái câu hỏi rằng là như vậy 170.000 hộp đó là đã có phải là tất cả cái số bánh còn lại hay không? Ừ thì họ cũng không nhận được câu trả lời có nghĩa là đến bây giờ đó cái câu của họ là ok cái số lượng bánh mỗi năm họ sản xuất ra là chừng đấy 200 triệu hộp nhưng mà số lượng bán đi được là bao nhiêu những cái quản lý tiền nó như thế nào rồi số lượng còn lại còn lại thì cho đi đâu cho hết hay không rồi phần còn lại đó là gì hay là bỏ đi để mà hoang phí có nghĩa là rất là mập mờ những cái mà điều tra về những cái này đó nhiều khi nó cũng mang lại những cái bất ngờ lắm ừ. mình cũng không biết là uh, tiền đó nó như thế nào rồi hộp bánh dư hay là hộp bánh đó đã hết hạn để ăn rồi thì họ sẽ phải đi huyện như thế nào à, bây giờ cũng liên quan tới ăn uống đi ngọc lan thì bánh bánh uh, cúc à, uh, cho hướng đạo <laughs> mà cái bánh này nhiều khi học sinh đó, đi học trong trường cũng mang về nhà Đông nói rằng là để, à, để bán đó. Bán đó yeah. nhờ bạn bè nhờ yeah. ba má bán dùm cho người cho đồng nghiệp trong sở làm gì vân vân đó. À, Starbucks mới tuyên bố rằng là họ sẽ tân trang lại những cái cửa hàng Starbucks và đặc biệt trong năm nay thì khoảng có khoảng 600 cửa hàng Starbucks sẽ được remodel tức là tân trang nó trở lại. là tại sao? Họ nói rằng là cái vấn nạn khi mà đi vô trong một cái tiệm Starbucks để mà mua đồ đó nhiều khi chúng ta phải hét lên. Nhiều khi, nhiều khi mình nói mà bên kia không nghe, hoặc là bên kia nói lại với mình cái gì đó mình cũng không nghe. Thành ra nhiều khi mình tới mình mua một ly cà phê nóng nên họ lúc mà họ đưa thì lại là một, một ly cà phê lạnh có đá. Thì tại vì cái âm thanh ồn ào ở trong một cái quán cà phê nhất là cà phê Starbucks đi, Thì họ nói rằng là nó quá ồn ào, nó không có những cái miếng gọi là cách âm tốt. <laughs> Hay thì công ty Starbucks nói rằng là chúng tôi sẽ tân trang lại khoảng 600 tiệm bắt đầu từ bây giờ cho đến cuối năm đó ở Mỹ này có khoảng hơn 16.000 tiệm Starbucks từ giờ đến cuối năm sẽ có thêm khoảng sáu hơn 600 tiệm nữa tiệm mới nữa và họ nói rằng là họ sẽ cố gắng làm sao mà cho tới khoảng một thời gian ngắn nữa thôi là sẽ có tới 20.000 tiệm Starbucks đặc biệt đó nha thưa quý vị trong 20.000 tiệm Starbucks thì chỉ có 60% tiệm là có cái lối lái xe đi vào để order, tức là drive through. 60% thôi. Thế thì những cái hệ thống mà chúng ta order ngồi trong xe chúng ta nói như vậy đó thì ở bên kia có nghe rõ hay không? Rồi bên kia nói lại chúng ta có nghe rõ hay không? Hay vì hay vì nó nó bị ảnh hưởng bởi những tiếng đồn xung quanh, tiếng xe chạy, tiếng xe cứu hỏa, tiếng người nói chuyện này kia đó, nó có sẽ ảnh hưởng đến cái món nước thức uống mà chúng ta đã order mà không biết nó, nó sẽ ra đúng hay sai nữa đó thì những cái đó họ nói rằng là chúng tôi muốn sẽ làm cách nào đó để mà làm giảm những cái tiếng ồn ở chung quanh khi mà quý vị order quý vị không phải bước vô tiệm sao bất mà phải hét lên tôi muốn ly cà phê nóng tôi muốn ly cà phê lạnh này kia đó để, để cho bên kia làm đúng cái món của mình rồi cũng trong cái thống kê này đó họ nói rằng là càng ngày người ta càng mua những thức uống có đá hoặc là thức uống lạnh nhiều hơn là nóng. Cho nên nếu vào những thời năm 1900 bao nhiêu hồi đó mà người ta thường uống thức nóng nhiều hơn thì bây giờ người ta lại đổi lại người ta uống thức lạnh nhiều hơn. Và khi uống lạnh nhiều hơn như vậy đó thì phải có đá nhiều, phải có những cái máy làm đá. Thì họ nói rằng là để cách giảm chi phí chúng tôi sẽ làm cái cục đá đó kiểu mới nữa bằng những cái phương tiện gọi là tiết kiệm năng lượng hơn. Mà cái cục đá nó sẽ có cái hình thù khác hơn cái đá bây giờ rồi mà chúng ta thấy ở trong những tiệm Starbucks Cho nên họ nói rằng là nền suy thoái kinh tế nó làm cho chúng tôi phải suy nghĩ lại rất là nhiều việc Để mà phải làm sao để chúng ta không tốn nhiều tiền Tức là họ sẽ mua những cái máy làm đá mà nó ít năng lượng, ít tốn điện hơn Rồi làm đá hữu hiệu hơn, làm ra nhiều hơn để mà giảm những cái chi phí đó cho cái tiệm Starbucks Uh, nói về những cái uh, mà lái xe để đi vô mà mua uh, những cái này đó thì họ thống kê cho thấy rằng là có khoảng 25% khi mà những món đồ đưa ra cho khách hàng đó lại bị sai oh. <laughs> uh, order một ly gì đó lúc mà lấy thì lại là một ly khác xong thì cái người đó phải ô oh, tôi họ đưa lộn rồi tôi tôi order cái ly kia kìa thế là họ lại mang cái ly đó vô bỏ đi Ha, bỏ đi cho không bánh lại nha bỏ đi rồi cái người đó phải đứng chờ ở đó để nhân viên làm một cái ly khác thì cái kéo dài cái thời gian của cái người đằng sau đang chờ đợi nữa cho nên đó cũng là cái gọi là cái vấn nạn khi mà order mà đi qua cái lối lái xe cho người khỏi phải khỏi có xuống xe đó thì họ nói rằng khi tới đó quý <laughs> vị nói cho những người pha chế đó đó cái món gì mình muốn đó thì nói cho nó rõ ràng ra đừng có <laughs> đừng 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 có mà, mà gọi là lâm bẩm ở trong miệng người đó không nghe đó là mình mình thế nào cũng bị là uống cái ly nước đó sai đó cho nên nói tới đó rồi mặc dù là họ sẽ là làm tinh tiến lại cái hệ thống nhưng mà họ nói rằng là tới tới cho tới giờ phút này đó thì nhiều khi giữa cái người ở trong và cái người ở ngoài xe nói nó không có trùng khớp với nhau cho nên nhiều khi cái món đồ đưa ra nó cũng sai nữa họ làm nhiều cái thống kê lắm họ nói rằng là giờ phải cải tiến lại cái hệ thống lái xe đi vô order nè rồi hệ, hệ thống mà ở trong tiệm không có ồn nào khi chúng ta là có những cái trần nhà có cách âm nè để tiếng ồn nó giảm xuống để mình có thể order cho cái đúng cái món ly nước mình uống thì nó, nó cũng tốn tiền đó nha chứ hay không đâu nhưng mà họ nói là làm cho nó tốt hơn à, chúng tôi sẽ quay lại sau một ít phút thông tin thương mại bảo trợ cho cà phê sáng hôm nay Chương trình này được bảo trợ bởi Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan một thương hiệu đáng tin cậy. 888 880 8345. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ tư của chương trình cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. À, thưa quý vị ngày hôm qua đó thì chúng tôi có đưa cái tin liên quan đến cái vụ mà một luật sư bắn một luật sư ở Las Vegas sau đó rồi tự sát ngày hôm nay thì có thêm những cái tin tức cập nhật để cho mình hiểu rõ hơn cái sự việc đó là như thế nào người mà được bên đài Fox News họ phỏng vấn đó thì ông này là một cũng là một luật sư và ông này là bạn của ông luật sư mà bị bắn cái người mà luật sư bị bắn á thì tên là Dennis Price và đây là vợ của ông là Ashley Price. Người mà bắn ông luật sư Dennis Price này là ông John Houston. Ông John Houston là bố chồng cũ của cái cô Ashley. Và một điều đặc biệt nữa, cái người luật sư mà ngồi trò chuyện kể lại những cái gì mà mình biết về những cái người này Tại vì ông biết hết những cái người mà bị chết trong cái vụ này Thì ông kể rằng là ông là bạn của ông luật sư mà bị bắn Ông luật sư là Dennis, là một người bạn của ông này chứ không phải của ông luật sư mà bắn người ta ừ. Hôm qua Ngọc Lan nói lộn chỗ đó à, Bạn đã 30 năm rồi, ông đó ông biết ông này là một trong những luật sư giỏi ở Las Vegas và trên một cái trang bìa của một cái cái tạp chí uh, My Vegas thì ở trong này là có đăng hình uh, đây là cái ông luật sư mà Dennis Price bị bắn chết, còn đây là luật sư Robert là cái người mà kể lại những cái gì mà ông biết đó. Ông này và ông Dennis này là hai người bạn đã lâu năm. Và cũng ông luật sư Robert này uh, nói với lại đài Fox News rằng ông luật sư mà bắn người ta đó tức là cái ông mà uh, John Houston đó Trước đó mới có mấy ngày thôi là đã nói với ông rằng là ông đang bị ung thư giai đoạn cuối. Đó, ông đang bị ung thư giai đoạn cuối. Thì ông mà bắn cái ông Houston đó là đã 77 tuổi rồi. Còn ông luật sư này thì ngoài 50 và cô vợ mới của ông thì là ngoài 30. Ông uh, luật sư này được xem là một trong những luật sư giỏi và ông có 3 người con với lại người vợ trước và có một người con mới có 6 tháng thôi với lại cái người vợ mới của mình ừ. và người vợ mới của mình tức là con dâu của ông Houston thì đó là người ta chỉ biết rằng là bây giờ họ cái cái sự việc đó nó làm choáng hết gọi là sửng sốt hết đối với lại cái giới luật sư ở Las Vegas thì gì mọi người ai cũng biết những người này hết ừ. mà không hiểu tại sao trong cái phiên đó để mà nói về cái quyền nuôi con bởi vì ở giữa hai cái vợ chồng mà chia tay đó thì hai người đó có hai đứa con chung và hai đứa con đó nó cũng có mặt ở trong cái buổi ngày hôm đó nữa. Cho nên à, họ nói không hiểu tại sao hay là cái ông luật sư mà bắn chết cái ông Houston đó có phải chăng là ông 77 tuổi rồi và ông lại nói ông bị ung thư giai đoạn cuối nữa. Cho nên ông không tiếc gì hết. Nhưng mà tại sao là dẫn đến cái việc mà bắn con dâu ừ. của mình bắn luôn cái người luật sư đại diện cho con của mình trước mặt mọi người như thế. ở Phía bên gia đình của ông đó, phía bên gia đình của người mà nổ súng đó thì bây giờ họ đưa ra... Họ nhờ luật sư họ đưa ra một cái giống như là một cái thông cáo báo chí. Họ nói rằng là sự việc nó diễn ra như thế nào, cái nội tình nó ra sao. Thì xin mời quý vị hãy chờ xem cái điều tra của cảnh sát. Chứ đừng có bây giờ tất cả mọi người đều đau khổ và không có yêu cầu mọi người đừng có đưa ra những cái lời nhận xét, những cái lời bình phẩm gì đó mà nó làm tổn thương đến những người đã chết. Trong khi đó thì ngày hôm nay có một cái bản tin để giúp chúng ta tránh bị lừa đảo nữa, cái tình trạng mà lừa đảo bây giờ nó nhiều quá. Cho nên ngày hôm nay đó thì trên đài Fox News họ có đưa ra một cái bản tin. Họ nói rằng là cơ quan FTC có phải đang gọi quý vị hay không? FTC là Ủy ban Thương mại uh, Liên bang của Mỹ. FTC có thể là đang gọi bạn hay không? Nếu một ngày nào đó bạn đang ngồi ở nhà đang trong lúc làm việc là quý vị nhận được điện thoại mà ở trên cái điện thoại của mình đó, nó hiện lên là FTC tức là Ủy ban Thương mại Liên bang của Mỹ đó nha mà gọi mình thì như thế nào thì thưa quý vị họ nói rằng là đây là những cái trò lừa đảo mới thường khi mà chúng ta à, nhận được điện thoại của những cái cơ quan chính phủ cảnh sát là sở thuế là di trú nè và à, kể cả luật sư đi nữa đi là mình hơi có cái cái gọi là sợ sợ ở trong người. Ôi, cơ quan này gọi mình làm gì? Cơ quan kia gọi mình làm gì? Nhưng mà hiện nay đó thì rất nhiều những kẻ lừa đảo họ có thể đổi cái tên ở trên số điện thoại của họ bằng những cái tên của những cái cơ quan công lực, cơ quan của chính phủ vân v Và khi chúng ta nhìn cái điện thoại thấy rõ ràng đề nha là thí dụ như Westminster Police Department. Thí dụ vậy hay là Garden Grove Police Department mình nói ủa mình đâu có làm gì đâu mà cảnh sát gọi mình thế thì mình hơi hoang mang nha để bắt đầu mình sẽ lắng nghe coi là họ nói mình cái gì mình có phạm tội gì hay không mình có đang bị truy nã hay không thì những cái đó đó là những cái lừa đảo hết là tại vì không có cơ quan nào gọi quý vị cả ngày hôm nay thì FTC có ra một cái uh, cái thông báo và sau đó cho biết rằng là rất nhiều người đã dơ rơi vào cái bẫy mà cuộc gọi từ FTC, Ủy ban Thương mại Liên bang của Mỹ nói rằng là quý vị đang thiếu thuế, quý vị đang có một khoản nợ, quý vị đang có một cái gia tài sắp sửa được nhận được nha, mà quý vị phải đi đóng thuế để phải phải đóng tiền để mà nhận được cái gia tài đó vân vân, à, giống như là Ngọc Lan nói hôm qua hôm kia đó, claim property, bây giờ họ thấy là nhiều người lên đó, nó bắt đầu đi tìm kiếm coi mình có bị bỏ sót ra tài sản ở đâu không đó, thì họ gọi cho mình, họ nói rằng là quý vị có một cái tài khoản ở ngân hàng mà quý vị đã mở ra từ hồi nào đó mà quý vị quên đó. Bây giờ tôi nhắc quý vị nha, quý vị chỉ cần đóng có 399 đồng tiền lệ phí nộp phạt thôi là quý vị sẽ lấy về được 5.000 đồng mình bỏ quên từ hồi nào đó tới giờ. Thì bây giờ cái tình trạng nó nhiều lắm. Ngày hôm nay thì mình vô trong cái trang mạng của FTC thì họ có cả tiếng Việt nữa Ngọc Lan. Họ nói là đây là những cách để mà phát hiện, báo cáo và để tránh được những sự lừa đảo trên mạng hiện nay. Lừa đảo qua email, qua text message, rồi qua uh, nhiều hình thức khác nhau. Nếu quý vị gặp những cái trường hợp đó quý vị phải gọi ngay cho số 1877 382 4357. Quý vị gọi thì được chứ mà quý vị đừng nhìn số điện thoại này mà người ta gọi cho mình rồi mà quý vị đinh ninh rằng đây là FTC gọi mình. Nhiều khi số đó số giả nữa đó. Mình gọi thì được nha, tức là 1877 382 4357 nếu không có thông thạo tiếng Anh thì mình có thể nhờ thông dịch viên hoặc là nhờ một người nào đó thông thạo tiếng Anh để báo cáo với lại cơ quan ủy ban thương mại liên bang là chúng là mình đã vừa nhận được hay là cách nào đó một cái cách lừa đảo mà mình nghi ngờ rằng là sẽ có nhiều nạn nhân nữa thì mình báo cáo với lại FTC ở đây họ nói rằng là nếu có người nào gọi cho quý vị và hứa hẹn là cho quý vị một cái công việc rất tốt lương cao ở cái gì đó mình nói Việt Nam mình là việc, việc nhẹ lương cao Thì quý vị nhớ đó là cách lừa đảo Và nếu mà họ nói rằng là Quý vị trả cho chúng tôi một ít tiền đi Chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị Thì đó là một cái lừa đảo Hoặc là điện thoại đến từ một cơ quan chính phủ nào đó Dọa là đòi tiền quý vị Như là sở nước, sở điện Mà nói rằng là Cái nhà của bà đã 3 tháng nay chúng tôi không nhận được tiền điện sẽ bị cúp điện trong từ giờ đến tối nếu bà không đi ra ta gẹt đi mua một cái thẻ gì đó ngay cào ra rồi đọc cho chúng tôi cái số đó là sẽ bị cúp điện ngay nếu quý vị là một cơ sở thương mại là nghe cúp điện là sợ lên đó cho nên à, quý vị cũng có thể cảnh giác là cơ quan nào gọi đến đòi tiền quý vị nha rồi hiện tại có nhiều người di trú ở đây đó ghi dân ở đây đó có người nào đó gọi cho quý vị và nói rằng là quý vị đã vừa đoạt được giải sổ số thẻ xanh quý vị được cái thẻ xanh bây giờ cần phải đóng tiền để làm thẻ xanh mới thì đó cũng là một trong những cái mà lừa đảo, chả có ai gọi quý vị hết để mà nói rằng là phải đóng tiền để có thẻ xanh, mặc dù là cái nói rằng là quý vị vừa mới trúng à, à, được cái sổ số của thẻ xanh vân vân, thì à, nếu mà quý vị muốn tìm hiểu thêm đó thì trên trang mạng FTC tức là ủy ban thương mại liên bang của Mỹ họ có cả tiếng Việt nữa và họ quý vị có thể tìm hiểu là đánh vô cái chữ gọi là à, báo cáo về lừa đảo đó như đây thì quý vị sẽ thấy được có rất nhiều mánh khóe mà những bọn lừa đảo họ nhắm vào những cái hoàn cảnh của quý vị để mà họ gọi. Họ biết quý vị là di dân đi. Ông bà chưa có thẻ xanh phải không? Hay là sau đó tôi giúp cho này kia đưa tiền đây, đóng tiền để lấy thẻ xanh này kia. Hoặc là nếu quý vị, họ biết quý vị là chủ cơ sở thương mại. Ông bà chưa đóng tiền ga, tiền điện này kia đó. Trong 3 tháng này sẽ bị cúp điện trong nay mai. Đó, nghe cái mình thấy chết rồi mà sao mình làm ăn được. Thế là phải đi đóng tiền hay là có người nói. À, gọi quý vị và nói rằng là tiền internet 3 tháng rồi không nhận được quý vị sẽ bị cúp internet trong vòng 24 tiếng đồng hồ nếu mà không đi ra qua green target qua mạc mua cái thẻ cào cào, cào 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 ra rồi đọc lên số điện thoại số đó này kia đó thì đó chính là cái cách lừa đảo họ làm quý vị à, chúng tôi sẽ quay lại sau một ít phút thông tin thương mại bảo trợ cho cà phê sáng hôm nay Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Cherry bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 ơn Quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ 5 của chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. Ừ, trước phần quảng cáo anh Trường đang nhắc đến là Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ Họ ra những cái cảnh báo cho biết có nhiều cái phương pháp mà bọn lừa đảo nó áp dụng Rồi có nhắc đến là cái chuyện mà uh, Cái chuyện mà Unclaimed Property ừ. Những cái tiền bạc mà của mình Mà mình không có lãnh từ hồi xưa đến bây giờ Bây giờ nó được chuyển qua cho những cái nơi mà người ta giữ những cái khoản tiền này của từng tiểu bang Thì Ngọc Lan xin nhắc lại một lần nữa tiểu bang California là cái tiểu bang mà cái số tiền này nó đang được dư nhiều nhất. Hồi năm 2023 đó, cái số tiền đó được báo là đến đến 11 tỷ rồi. Tức là tiền không có người nhận. Và một cái điều mình sẽ rất là ngạc nhiên nữa, đó là người ta nói đó, ví dụ như cứ trong 5 người, thì ít nhất sẽ có một người là có những cái khoản tiền đó. Nó ít hay nó nhiều thôi. Và cái này là của chính phủ người ta đang giữ, cho nên quý vị cứ việc mạnh dạng vào đó để tự mình đi tìm vào trong cái mà có cái cái website đó ha unclaimed property mà nó phải có chấm gov tức là của government thì quý vị vào chỉ vào search uh, your property nhưng mà thật sự á, thì khi mà cái chuyện mà chúng ta tìm kiếm cái này á nó cũng có một cái bí quyết chứ không phải là không tại vì lần đầu tiên khi mà ngọc lan ví dụ như vào đây người ta chỉ kêu mình bỏ tên nè địa chỉ nè thành phố nè còn cái property này thì quý vị không có bỏ vô cái số này mình không có biết được khi mà mình tìm ra cái tên của mình đúng đó, thì nó sẽ ra cái số này nhưng mà khi mình bỏ vào như vậy đó thì thường thí dụ mình sẽ bỏ cái địa chỉ mà cái nhà mình đang hiện ở tuy nhiên thật ra trong cái địa chỉ đó thì mình không có cái khoản tiền nào mà nó bị dư ừ. bị sót lại nhưng mà cái số tiền mà mình có nhiều khi nó nằm từ mấy chục năm trước cái lúc mình mới sang mỹ ừ. hoặc là Uh, cả 10 năm trước, 5 năm trước lúc mình đi uh, mua cái vật này, mình mua cái món kia rồi cái tiền này, tiền nọ. Nó rất là nhiều cái thứ mà mình không lường được. Cho nên á uh, nó có một cái cách để chúng ta tìm. Ví dụ như hoặc là quý vị sẽ chỉ bỏ tên mình vô thôi, cái tên. Uh, khi mà bỏ tên xong rồi mình không cần bỏ địa chỉ, không cần bỏ thành phố thì nó sẽ show ra qua trời những cái cái tên giống như của mình. Ừ. Nhưng mà bây giờ thì mình lại làm sao? Ví dụ như nếu mà cái tên mình nó đặc biệt á, nó chỉ có vài người có thì quý vị chịu khó coi hết. Trong đó họ sẽ kê ra những cái địa chỉ, mình coi coi đó là những cái địa chỉ có phải là mình đã từng sống qua hay không. Nếu đúng thì mình biết ồ oh, như vậy là mình nè thì mình chỉ cần click vô. Ừ. Đó rồi xong rồi mình tìm. Còn nếu như mà quý vị bỏ cái tên vào những cái tên mà nó nó thông thường nhiều người đặt quá thì quý vị sẽ thấy trời nó ra cả mấy chục cái trang như vậy thì bắt đầu lúc đó mình bắt đầu bỏ cái thành phố Mục uh, một Ví dụ như bây giờ bây giờ mình đang sống ở thành phố là Westminster thì mình bỏ vô thành phố Westminster mà mình thấy ờ nó không có show ra cái tên giống mình và cái địa chỉ nào mà mình đã ở ở đây thì quý vị có thể nhớ lại ồ hồi đó vậy mà mình còn sống ở thành phố Garden Grove hay là mình có một cái tiệm ở thành phố um, Santana có nghĩa là bất kỳ những chỗ nào mà quý vị nghĩ rằng quý vị có liên quan tới thì quý vị bỏ vào và quý vị sẽ thấy bất ngờ vô cùng bởi vì từ cái lúc mà hồi trước khi mà ngọc lan đọc cái tên này và mình search theo cái kiểu thông thường mình cứ bỏ tên địa chỉ mình hiện đang có nó thấy không có gì hết nhưng mà khi mà được hướng dẫn là mình bỏ tên thôi tìm ra và qua trời những người xung quanh đây những người quen bạn bè của mình sau ra những số tiền mà họ coi họ cũng ngạc nhiên luôn là họ quên bén những cái chuyện đó thành ra có người thí dụ như nhiều khi có một vài sen thì không nói làm gì một đồng hay đồng nhưng mà có người lên đến nhiều ngàn đô la những ừ. người rất là nhiều mà hơi là nhận có họ có những cái cơ sở thương mại quý vị lưu ý họ có những cái cơ sở thương mại và bây giờ những cái nơi đó nó không còn tồn tại nữa ví dụ như khi Ngọc Lan ừ. lên tìm đó trước đây có cái chợ gì chợ bonsa phải không ở trong cái khu mà uh, chỗ, chợ chợ Tam Biên bây giờ ừ. Wel Fargo có cái chợ bonsa còn rất là nhiều cái khoản tiền của cái chợ đó ừ. đủ thứ hết con số lên rất lớn nhưng mà Ngọc Lan nghĩ những người chủ nhân của cái chợ đó bây giờ họ giải tán rồi Thì không biết ai sẽ là người họ sẽ có cái uh, trách nhiệm để họ đi đi lấy lại cái tiền đó Tại vì cách cách thức lấy á, nếu mà cái khoản tiền đó dưới 500 đô la người ta nói rất là rõ Thì họ sẽ khi mà quý vị điền ở đây bắt buộc phải có cái số an sinh xã hội lại thì người ta mới biết là đúng cái người đó hay không Thì trong vòng 14 ngày nếu mà họ xác định đúng thì cái tiền đó sẽ được chuyển cho quý vị nhưng nếu cái tiền đó trên số tiền là 500 đô la thì bắt buộc nhiều thủ tục, ví dụ như nhất là đến đến nhiều ngàn đô la đó. Thì một đồng nghiệp của Ngọc Lan ở đây đã làm rồi thì phải có ví dụ như là phải chứng minh được là cái tên này hay là những cái địa chỉ mà hồi đó mình đã ở đây qua những cái bill, những cái giấy tờ gì để biết rằng đó là mình đó thì người ta mới trả những cái khoản tiền đó. Nhưng mà quý vị vào xem khi mà đã nói rằng là cứ trong năm người thì có ít nhất một người có những khoản tiền mà mình không biết là quý vị sẽ biết là cái số lượng đó nó nhiều đến mức độ nào và người ta ngỡ ngàng hết nhất là các cái văn phòng này nha những cái cơ sở thương mại ngay quanh cái khu vực building này thôi cũng quá trời luôn rồi những người hay nhiều khi họ được đền một cái khoản tiền gì đó họ cũng không biết nữa cho nên là Ngọc Lan sẽ có một cái làm sẽ làm một cái clip để hướng dẫn kỹ hơn về cái vụ này để quý vị có thể mạnh dạn tự mình đi tìm coi mình có được những cái khoản nào bất ngờ hay là không. Tôi vừa mới vô trong này thì tôi search thử đó, đánh tên của tôi vô nè, thì nó hiện ra tên tôi và có những cái địa chỉ ví dụ như là ở San Jose, ở Milpitas nè, ừ. rồi ở Orange, Bakersfield thì khi mà mình nhìn cái địa chỉ đó thì mình biết rõ là đây không phải là mình rồi. Đúng rồi. tại vì mình ừ. chưa tới đây ở bao giờ hết, Đúng và rồi. mình cái chẳng có ừ. liên quan gì tới những cái khu vực này. thế nhưng tôi đang thắc mắc đó là có những cái uh, tên đó mà tên tôi cũng với lại tên một người con gái khác ở đây. mà à, có quen không? mà không biết có quen đấy không. <laughs> nhiều khi mình đánh vào đây nó lại lòi ra con rơi con rớt gì nữa ta. cho nên <laughs> không nguy hiểm có đâu. quá. <laughs> À, mà một điều gặp lan khi mà giống như là mình đi tìm hiểu để mình coi cái này nó như ừ. thế nào đó rất là lạ nhiều cái chợ ở đây cũng có mà họ không biết họ à. không biết cái chợ gần mình ở đây cũng có à. rồi nhiều đã nói những cái cơ sở thương mại rất là nhiều rồi khi mà khi mà tin tức này đưa lên nói là nhiều những cái tổ chức ví dụ như là những tổ chức bất vụ lợi uh, hay là họ mở những cái hội đoàn họ được những cái khoản tiền cho mà họ cũng ừ. không biết luôn ừ. lên đến con số rất là lớn quý vị sẽ theo dõi để làm cái này rồi nhiều người được trả lại cái tiền ví dụ như là um, nhiều cái nơi mà người ta gọi là tiền vendor tức là những cái người uh, bây giờ mình mở một cái hội chợ đi rồi xong rồi những người mà khách hàng đến họ đặt chỗ họ mua rồi hoặc là mình đi giữ một cái hội chợ nào đó mình thuê một gian hàng rồi mình đóng cái tiền cọc đó tiền deposit đó đôi khi mình quên lấy lại thì bây giờ họ trả lại mà mình cũng không biết à. rồi nhiều khi cái số tiền nó nhiều cho nên ngọc lan nói thiên hình vạn trạng quý vị có thể tìm thấy và sẽ bất ngờ với cái điều này đây tôi để tên tôi vô đây thì nó đây nó hiện ra nè trường nguyễn nè hồng loan nè. ủa cái này mình đâu có liên quan gì tới cô này ta sao lại dính cái tên mà ở đây là lại để là từ ngân hàng Barclay Bank Delaware mà tôi cũng có ngân hàng Barclay Bank nữa mới ghê chứ đó đó tới đây đây là dưới 500 nè cash nè đó đây là một cái thí dụ thôi đó đó cho nên nó nhiều khi nó cũng uh, cái này nó lại làm uh, bạch mí ra những bí mật gì của mình không ta? Dạ, nó nó rất là ngộ. Ví dụ ngay cả <laughs> cái chuyện quý vị đang ở trong một cái căn nhà đó, à. quý vị gõ cái địa chỉ căn nhà đó thôi, gõ và cũng có nó cũng có nhiều cái tại sao có người gõ ủa ta, sao, sao nó nó báo là sai vân vân nhiều khi có cái dấu chấm dấu phẩy thôi thì quý vị sẽ thấy ô oh, mình nhìn thấy ô oh, tên người chủ cũ nè họ còn những cái khoản tiền nè hoặc là họ đi đâu rồi à... hay là cái người đó mình cũng không biết nhưng mà mình biết rằng là ô oh, họ đã từng có ở đây và những cái tiền họ còn lại rồi như thế này rất là lạ luôn à, tiếp theo thì à, những ai mà thích đi du lịch thì đối với cái hãng mà Breeze Airways, Breeze Airways. Yeah. Thì đây là một cơ hội là ngày hôm nay là ngày cuối cùng Để quý vị có thể bút những cái vé Đặt những cái vé Để đi trong khoảng thời gian từ 28 tháng 4 Cho đến ngày 13 tây tháng 6 Mà được giảm đến 40% ừ. Lý do mà họ giảm là bởi vì sao? Họ nói đây là lần đầu tiên họ có lời Kể từ lúc mà à. họ bắt đầu thực hiện cái chuyến bay này Là vào năm 2021 Hình dung là giáo là lỗ triền miên ừ. cho nên là đến à, cái tháng vừa rồi là lần đầu tiên khi mà thực hiện á, thì họ có tiền lời cho nên họ muốn à, giống như cảm ơn khách hàng khi <laughs> mà quý vị ngày hôm nay là quý vị là hạn chót để đặt vé là ngày 10 tháng 4 nhưng mà cái thời gian mà quý vị sẽ đặt để mà các chuyến bay này á là từ 28 tháng 4 cho đến ngày 13 tháng 6 à, quý vị sẽ để vô một cái à, giống như cái gì promotion code cái, cái 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 số khuyến mãi đó, thì nó là unique thì quý vị đẩy vào. Nhưng mà cái chuyện mà bút vé cho cái chuyến bay này á, nó còn có những cái gì nữa mà mình phải lưu ý. Mặc dù nó rất là rẻ, thì xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại. Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Cherry bán vàng 4 số 9 của hình bản đồ Việt Nam Happy easy, chuyên bán cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ -6 -100. Cảm ơn Quý vị vẫn tiếp tục với phần cuối của chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. À, Ngọc Lan đang nói về cái việc mà hãng Breeze Airways họ có một cái chương trình giảm giá đặc biệt đến 40% dành cho mọi cái chuyến bay của họ. Bắt đầu những chuyến này sẽ được bay từ ngày 28 tháng 4 cho đến ngày 13 tây tháng 6. Nhưng mà ngày hôm nay là ngày 10 tháng 4 là đến 11 giờ 59 phút tối nay là hết hạn để quý vị đặt vé. Quý vị đặt bây giờ nhưng mà đi á thì bắt đầu từ 28 tây tháng 4 đây là đánh dấu cái chuyện mà lần đầu tiên mà họ có lời ừ. sau mấy năm bắt đầu hoạt động và khi mà cái máy bay này đi được một cái đó là nó mới các chuyến bay nó thường là non stop bay một cái eo là tới luôn ừ. ngọc lan đi lúc mà từ orange county từ sân bay john way bay qua orlando nó rất, rất rẻ lắm cái lúc đó mình bút vé hình như chưa tới 100 đồng cho khứ hồi Ờ, nhưng mà cái số lượng mà cái cái đường bay của nó thì nó hơi hạn chế một chút xíu. Ừ. Quý vị vào trong website của cái cái hãng này thì quý vị sẽ thấy á khi vào đây thì họ sẽ cho quý vị biết rằng là cái nơi mà quý vị muốn đi đó nó có cái đường bay đó hay là không thì quý vị mới 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 đặt vé. À, đây là cái hãng là breeze. thì khi vào đây đó ở dưới này quý vị sẽ thấy ở đây là cái cái những cái điểm đến của họ thì bây giờ mình mình nhìn ví dụ như ở đây là mình ở ngay khu vực mà phía nam này thì orange county thì chỉ có cái phi trường john way thôi nếu mới có chuyến bay này thì khi mà quý vị bấm vào ở đây là orange county tức là phi trường ở john way thì họ sẽ tỉa ra trời quá trời những cái nơi đến thì những cái chỗ nào mà nó có những cái cái um, vẽ cái đường đến như vậy đó thì tức là nơi đó quý vị mới đi được chứ không phải là nơi nào mình cũng có thể bút vé để ừ. mà đi đó là cái thứ nhất cái thứ hai đó là cũng không phải là ngày nào nó cũng có chuyến. Oh. Cho nên khi quý vị muốn thì quý vị phải vào xem Ồ, cái ngày đó mình đi nó có chuyến bay hay không. Rồi ngày về nó có cái chuyến hay không. Rồi xong rồi khi mà ra ví dụ như cái giá vé uh, từ đây, từ uh, Orange County quý vị bay qua bên uh, Orlando. Ví dụ như họ để cái giá vé là thấp nhất cho cái round trip đó là 100 đồng thì cái 100 đồng đó mới là cái giá quý vị được giảm 40% thì ừ. nó sẽ còn là 60 đồng nếu mình để cái code vô. Nhưng mà quý khi, khi quý vị nhìn vô vô trong đó thấy là gợi ý thêm, ồ nếu như mà mình upgrade lên à, không phải là 100 đồng mà nếu mình trả là 150 đồng thì mình sẽ 150 đô la thì quý vị sẽ được à, chọn ghế ngồi, quý vị được mang theo một cái à, hành lý ký gửi không phải trả tiền rồi quý vị được ngồi cái ghế mà rộng hơn vân vân. Thì mình thấy nhiều cái ưu đãi mình đã... Ồ, thì mình chọn cái này, nhưng quý vị nhớ là cái giá 150 đồng đó thì sẽ không có được bớt 40%, mà họ chỉ bớt 40% trên cái giá gốc, tức là 100 đồng kia mới bớt, ừ. rồi mới cộng thêm cái phần mà extra, à, extra. ra. Cho nên à, lúc đó thì đừng có ngỡ ngàng là sao, ủa sao nó bớt mà sao không có bớt như vậy. Ừ. Thì ai mà có cái nhu cầu đi giá rẻ thì quý vị có thể trong ngày hôm nay quý vị sẽ lựa chọn coi có phù hợp với mình hay không, phải đặt vé. Tôi sẽ mua cái vé đi Las Vegas, tại ta thấy có cái đường bay lên Las, Đúng Las rồi, Vegas. Đúng rồi, chắc có mấy chục đồng à? Chắc có mấy chục đồng. Đúng rồi, dạ. à, trong khi đó thì thưa quý vị, từ ngày mà Costco bắt đầu bán vàng đó, thì quý vị có thắc mắc là họ bán như thế nào? Họ có lời hay không? Rồi một tháng như vậy đó thì họ bán được bao nhiêu cái số lượng vàng mà họ có? Thưa quý vị, một cái bản thông báo mới đây cho biết rằng là để kết thúc ba tháng vừa rồi đó, khi mà họ bắt đầu bán vàng từ hồi như là hồi tháng 10 gì đó. Thì mỗi một tháng Costco bán được từ 100 triệu đô tới gần 200 triệu đô tiền vàng. Ừ. Ngọc Lan có bao giờ đi vô trong Costco vòng vòng ở đây mà, mà thấy có vàng ở trong tủ kiến không? Có. Có, 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 có một đôi lần à. ở Costco chỗ Huntington Beach. Yep. Tôi chưa bao giờ thấy. Ừ. Mỗi lần mà tôi thấy ai đăng lên trên Facebook là có cái miếng vàng đó ở trong Costco thì tôi cũng tò mò đi tới nhìn coi nó như thế nào à, vàng ở đó nó có khác vàng ở những nơi khác như thế nào hay không à, mình cũng đu trend đó mà à, đi theo đi theo cái phong trào thì à, thưa quý vị chưa bao giờ thấy có miếng vàng đó ở trong Costco nào gần đây hết ngọc lan thì thấy rồi ừ. may mắn rồi mua có mua không 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 có mua hả ta nói là lâu lắm mới thấy được cái miếng vàng đó mà không chịu mua làm kỷ niệm à, thưa quý vị à, mới đây đó thì à, họ nói rằng là những nhà phân tích gia về vấn đề vàng bạc đó thì họ nói rằng là Costco thường thường bán cái vàng một ao đó đó hơn giá thị trường là khoảng 2% có nghĩa là nếu miếng vàng đó là 1 ngàn thì họ bán là 1 ngàn nếu mà giá thị trường là 1 ngàn thì thí dụ vậy ừ. thì họ bán là 1 ngàn nhưng nếu quý vị có cái thẻ gọi là uh, cái gì đó uh, executive membership hoặc là city bank gì đó thì mình còn được giảm 2% nữa thì có thể là mình mua đúng giá với giá của thị trường ngày hôm đó giá như thế nào thì cái giá vàng thì nó lên xuống mỗi ngày cho nên có thể là, là lúc nó xuống có thể lúc nó lên à, thì cái giá vàng họ bán ra tương đối là khoảng trên trên cái giá thị trường là khoảng hai phần trăm nếu một cái vị mua bằng thẻ của Costco mà bằng những cái thẻ đặc biệt đó membership uh, VIP đó thì mình cũng có thể được giảm những cái số phần trăm à, mới đây thì Costco cũng có nói thêm rằng là Song song nhảy vô thị trường à, kim loại đi, à, thì họ có sẽ có bán à, à, bạc nữa, tức là những cái à, gọi là silver đó. À, mới đây thì họ thông báo cho biết rằng là à, giá của bạc hiện nay đang là khoảng một ao là 680 đồng. Thì họ sẽ bán những cái đồng bằng bạc đó, à, khoảng một ao thì nó cũng khoảng đâu đó 700 hay là bao nhiêu đó. Thì những cái đồng đó là có cái in hình cái lá maple, lá phong của Canada. Đó, à, thì à, quý vị nếu mà thích mua vàng, mua bạc thì mình cũng có thể tham khảo vô trong Costco. Costco à, họ cho biết rằng là cái à, cái việc mà họ bán vàng như vậy đó thì mỗi năm họ cũng có thu đem được lợi nhuận Mà mỗi năm thì họ bán ra từ 100 tới gần 200 triệu đồng tiền vàng. Nhiều ghê chứ. Ừ? Lúc mới đầu họ bán á, thì họ quy định mỗi người chỉ được mua có hai ounce thôi, hai miếng. Hai miếng và cái giá vàng của họ nó luôn luôn rẻ hơn ở ngoài thị trường. Anh Trường nói rằng là nó đắt hơn 2% á là theo cái giá mà 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 coi ở trên của cái thông tin tài chánh á. Cái giá đó là cái giá vàng thô. Còn khi mà mình ra ngoài các cái tiệm á thì nó sẽ cao hơn cái đó một chút xíu. Thì Costco họ bán thấp hơn cái giá ở ngoài thị trường một chút, rồi cộng thêm cái thẻ như anh Trường nói là được 2% nhưng mà 2% đó là cuối năm mình mới được nhận cái tiền đó lại chứ không phải mình mua là họ bớt liền và cái cái vàng này là ở trong Costco nó không có tính thuế tuy nhiên thời gian gần đây khi mà Ngọc Lan vào cái website của Costco thì mình thấy á là họ nâng lên là một người được mua à, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 năm miếng như vậy chứ không phải là hai như hồi trước nữa à, thưa quý vị cuối cùng là một cái tin này cũng khá là thú vị một người đàn ông ông làm đơn kiện một số người phụ nữ không nói là cái số đó là 3, 4, 5 hay là bao nhiêu không biết về cái tội là mấy cô này đó là đã lên trên Facebook lập một cái nhóm để gọi rằng là có phải chúng ta đang hò hẹn cùng với một ông hay không? Thì ra là ông này cùng lúc hẹn hò với nhiều người phụ nữ thì khi mà mấy cô này phát hiện ra ồ, tất cả họ đều quen ông này thấy là họ lập một cái group ở trên Facebook và họ lên để họ kể kể tội ông rằng là họ đã làm quen với ông sao thì ông này ông đã làm cái đơn ông nộp ông nói rằng là ông đã ở Los Angeles á ông nói rằng là mấy người này đã nói xấu ông bêu xấu ông tùm lum thì hôm thứ hai vừa rồi thì trong cái phiên xử à, đầu tiên á thì có nhiều người đã được à, bên phía tòa họ giống như là họ họ không có nh công nhận cái cáo buộc của ông này ừ, ừ. Cho nên nhiều người phụ nữ đã coi như là không không còn thè, phải theo đuổi nữa thì đây là một trong những cái người mà phụ nữ cũng tham gia trong cái nhóm đó và cô nói rằng là mệt mỏi quá nhưng mà cuối cùng là chúng tôi đã thắng rồi ông kia không thể nào bắt nạt được rồi chúng tôi chúng tôi có cái quyền để mà nói lên những cái tiếng nói đó nhưng mà đồng thời thì phía cái ông ông này ông này là ông Murray ông Murray ông nói là uh, no cái chuyện mà một hai người đó chưa chúng tôi còn nhiều cái phần tiếp theo nữa Đấy, <laughs> ông kiện bao nhiêu người thì không biết nhưng mà đây là quả là một cái tin khá là Ờ, nó nó hơi tếu một ông mà đi hẹn hò rất nhiều người để khiến cho người ta phải lập một nguyên một cái Facebook luôn để lên đó để mà bắt đầu bóc phốt ông này hả? kể tội ông à, sao ông như thế này như thế khác rồi à, họ nói rằng cái phiên tòa đó sẽ còn à, tiếp tục nữa có thể lên hơn hơn 10 người có nghĩa là Ồ. những người đó không nói số lượng là bao nhiêu nhưng mà người ta nói là hơn cả chục người để mà kiện ông này cái vụ này sẽ bắt đầu dự, à, tử tiếp vào tháng 5 tới đây. Còn những cái người mà được tòa nói rằng là ok quý vị sẽ không bị vướng mắc gì cái chuyện mà lên uh, nói về ông này hết thì nó cũng theo một cái luật giống như là cho cái quyền được nói những cái cái xấu của cái ừ. người đó mà cái điều đó nó là sự thật à. đó thì nó có nhiều cái chuyện vui khi mà quý vị lên làm quen ở trên Facebook nó coi chừng đến lúc mà bị bóc phốt kiểu như thế này rất là kỳ Cảm ơn Nguyễn Trường đã đến với chương trình cà phê sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. À, sau cà phê sáng sẽ là thời sự thế giới. Xin kính chào quý vị.